Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, cầu trời trời cho lộc, dạng sự hanh thông, làm ăn trúng lớn, giàu sang nhanh chóng, đổi đời ngoạn mục. Quý khán giả thân mến, cuộc đời đầy rẫy những sai lầm, có những sai lầm do chính bản thân gây ra, Ất Tỵ có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm đến từ thời thế khiến Ất Tỵ phải đổ lỗi cho duyên số, cho vận mệnh, cho nghiệp báo, những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Ất Tỵ. Vì vậy, đôi khi Ất Tỵ phải chấp nhận thực tế, có những lúc chán nản, cảm thấy bất lực, chỉ mong muốn tìm đến một vùng đất mới, một chân trời xa lạ để bắt đầu lại từ đầu. Ất Tỵ biết không, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ dành cho các nhà tử vi học nghiên cứu, mà cả mỗi chúng ta cũng đều khao khát muốn biết vận trình cuộc đời mình sẽ ra sao, liệu về già có giàu sang phú quý hay nghèo khó cơ hàn. Mới đây nhất, các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và giải mã chi tiết về tử vi trọn đời của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, theo các bậc thầy tử vi. Con giáp này tuổi trẻ đã trải qua nhiều đau buồn, nhưng những sóng gió, hoạn nạn ập đến bất ngờ chỉ nhằm thử thách lòng kiên định của họ. Nếu vượt qua được, họ sẽ đạt được những thành công lớn lao. Đặc biệt khi bước vào trung vận và hậu vận, tuổi Ất Tỵ sẽ gặp nhiều thuận lợi, tài lộc dồi dào, làm gì cũng dễ thành công, tiền bạc như nước chảy vào két. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ chi tiết về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Gia đạo của quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng thường hạnh phúc hơn người sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng, Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic, họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác, họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối, những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm.
Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ. Nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế. Với vai trò trung gian hòa giải, họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín mùi. Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ, hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát, thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Xét tổng quan vận trình tử vi trong 3 tháng cuối năm 2024 của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Trong 3 tháng cuối năm 2024, người tuổi Ất Tỵ sẽ trải qua một giai đoạn khá cân bằng và ổn định. Công việc có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng cần cẩn thận đối phó với những thách thức và biến động nhỏ. Nếu biết cách tận dụng thời cơ và giữ tinh thần lạc quan, Ất Tỵ sẽ gặt hái được nhiều thành công. Về tài chính, đây là thời điểm tốt để đầu tư và mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, hãy lưu ý quản lý tài chính một cách thận trọng để tránh những rủi ro không đáng có. Tình hình sức khỏe của Ất Tỵ khá ổn định nhưng cũng không nên chủ quan. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Về mặt tình cảm, mối quan hệ gia đình và bạn bè đều hài hòa, mang lại sự hỗ trợ và động viên cần thiết. Đối với những người còn độc thân có thể gặp được người phù hợp nếu biết mở lòng và tạo cơ hội cho bản thân. Có thể nói rằng, trong 3 tháng cuối năm 2024 đối với tuổi Ất Tỵ là thời kỳ của sự ổn định và phát triển. Chỉ cần duy trì sự cẩn trọng và tinh thần tích cực, Ất Tỵ sẽ đạt được nhiều thành tựu trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 3 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong 3 tháng cuối năm. Sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ trong 3 tháng cuối năm có thể không được thuận lợi như đầu năm, tuy nhiên vẫn đạt được sự ổn định và không quá khó khăn. Theo tử vi, có thể sẽ có một số thử thách trong thời gian ngắn, nhưng Ất Tỵ không cần lo lắng hay sợ hãi, bởi sau đó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ sẽ đồng thời đối mặt với thách thức và cơ hội. Một số người có thể gặp khó khăn trong công việc và cần phải cố gắng hơn để vượt qua. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ từ Thiên Hỷ và Thiếu Dương sẽ giúp Ất Tỵ có cơ hội được hỗ trợ và vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thời điểm này người tuổi Ất Tỵ có thể sẽ phải đảm nhận những nhiệm vụ và công việc hoàn toàn mới. Bản mệnh cần phải nghiêm túc học hỏi và dành thời gian riêng để tìm hiểu thêm kiến thức liên quan. Điều này sẽ giúp Ất Tỵ nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng tầm nhìn, góp phần vào sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai. Sao Thiên Ấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ tích cực trong công việc khi có cơ hội tham gia vào các dự án quan trọng. Việc đóng góp một cách tích cực của Ất Tỵ sẽ được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, từ đó thu hút sự quan tâm và đánh giá cao hơn. Một vấn đề quan trọng không kém trong thời điểm này là Ất Tỵ cần chú ý đến việc quản lý mối quan hệ trong công việc một cách thận trọng và giữ thái độ thân thiện để tránh những yếu tố gây trở ngại cho sự phát triển của Ất Tỵ. Áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi. Cùng với đó là sự cạnh tranh về chức vụ hoặc lợi ích cá nhân trong tổ chức. Vì vậy Ất Tỵ cần phải cẩn thận và cảnh giác. Đặc biệt đối với những người tuổi Ất Tỵ đang làm kinh doanh nhỏ lẻ, thì trong 3 tháng cuối năm 2024 là thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp. Hãy tận dụng cơ hội và thể hiện bản thân một cách xuất sắc để có thể tiến lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, dù thành công có thể đạt được, Ất Tỵ cũng nên giữ thái độ khiêm tốn và phải vượt qua không ít thách thức. Đối với những doanh nhân, công việc kinh doanh trong 3 tháng cuối năm nay khá ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý đến các chi tiết khi ký kết hợp đồng, văn bản để tránh bị lừa gạt và gặp rắc rối sau này. Để công việc kinh doanh thuận lợi hơn, Ất Tỵ nên tích cực xây dựng danh tiếng tốt, duy trì các mối quan hệ hiện tại và không quên chăm sóc đến những mối quan hệ cũ. Dù có đối mặt với những thử thách hay sóng gió, chỉ cần Ất Tỵ kiềm chế được cảm xúc, giữ bình tĩnh trước những khó khăn trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm những cơ hội để phát triển, thì Ất Tỵ vẫn có thể tìm ra hướng đi cho riêng mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong 3 tháng cuối năm 2024, phương diện tài lộc của người tuổi Ất Tỵ được dự đoán sẽ có những biến động thăng trầm. Dù vẫn có nhiều cơ hội để Ất Tỵ làm giàu và tích lũy tài sản, nhưng cũng không ít rủi ro tiềm ẩn, có thể khiến Ất Tỵ gặp khó khăn. Về phía thuận lợi, Ất Tỵ sẽ có cơ hội để tăng thêm nguồn thu nhập. Đây có thể là từ các khoản đầu tư tiền lãi cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư. Bạn cũng có thể nhận được sự giúp đỡ và lời khuyên quý báu từ người khác. Tuy nhiên, do vận may không mấy thuận lợi, Ất Tỵ cần cẩn trọng hơn trong việc đầu tư, đặc biệt là khi tham gia vào các lĩnh vực mới. Đối với những người làm công ăn lương, duy trì công việc ổn định sẽ đảm bảo thu nhập đều đặn. Nếu Ất Tỵ làm việc chăm chỉ và thể hiện năng lực, thì có thể kiếm thêm tiền từ các khoản thưởng hoa hồng hay phụ cấp. Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm 2024, Ất Tỵ nên cố gắng không đặt mục tiêu quá cao khi kinh doanh hoặc đầu tư, bởi vì dù Ất Tỵ bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở giai đoạn đầu, thì vẫn có thể gặp khó khăn và không thu được lợi nhuận như mong đợi ở giai đoạn sau, thậm chí có người còn mất hết số tiền đã đầu tư. Điều này chắc chắn không phải là kết quả Ất Tỵ muốn thấy. Đối với những người kinh doanh sẽ có một số khó khăn do tác động của sao xấu kiếp tài. Con đường kiếm tiền của Ất Tỵ có thể gặp phải một số trở ngại và lợi nhuận cũng có thể giảm đi. Đôi khi đây có thể là do sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ hoặc do sự biến động không lường trước được của thị trường. Đặc biệt, những người chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài chính có thể gặp phải những tổn thất nghiêm trọng khi đầu tư không đúng cách. Vì vậy, trong 3 tháng cuối năm 2024, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thay vì hy vọng sẽ trở nên giàu có ngay lập tức hoặc mơ ước những điều viển vông. Hãy trân trọng những thành quả mà mình đã đạt được thông qua lao động chân chính, phát triển thói quen tiêu dùng hợp lý và cẩn thận trong việc chi tiêu để tích lũy được nhiều tài sản hơn. Ngoài ra, đừng vội vàng tham gia vào những lĩnh vực mới trong 3 tháng cuối năm nay, bởi vì điều này có thể mang lại rủi ro lớn và bạn có thể dễ dàng bị lừa gạt. Nếu bản mệnh có một số tiền dư giả, hãy đầu tư vào ngân hàng để đảm bảo an toàn, mặc dù lãi suất không cao, nhưng ít nhất cũng rất đáng tin cậy. Phương pháp này sẽ không gây thiệt hại cho bạn mà còn có thể nhận được một khoản thu nhập ổn định hàng tháng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 3 tháng cuối năm 2024. Trong 3 tháng cuối năm sẽ là một khoảng thời gian đầy bất ngờ và may mắn cho những người tuổi Ất Tỵ trong tình duyên, nhờ sự giúp đỡ của ba ngôi sao Thiên Hỷ, Hiếu Dương và sao Bách Biệt. Ba ngôi sao này là biểu tượng của sự may mắn trong tình yêu, sự hòa hợp và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống tình cảm.
Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 3 tháng cuối năm 2024. Sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ hiện tại đang rất tốt, không có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng. Nếu Ất Tỵ duy trì một lối sống lành mạnh và cân bằng thì sẽ không có tình huống khẩn cấp xảy ra. Hãy tăng cường hoạt động thể chất hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch, đừng ngồi hoặc nằm quá lâu một chỗ. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của Ất Tỵ, hãy tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Bản mệnh có thể đến phòng tập gym và được hướng dẫn bởi huấn luyện viên cá nhân, hoặc tập yoga tại nhà, đi bộ hoặc chạy bộ cũng là những hoạt động được khuyến khích. Hãy lưu ý rằng, việc xuất hiện hung tinh kiếp sát có thể đem lại những tổn thương và tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bạn. Vì vậy, khi đi lại hoặc làm việc, hãy luôn chú ý đến an toàn để tránh những rủi ro không đáng có. Đối với những người có bệnh trong người từ trước, hãy cẩn thận hơn để không làm tình trạng sức khỏe của mình xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong 3 tháng cuối năm 2024 cho con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ sẽ khó có được bước tiến nếu như bản mệnh vẫn giữ nguyên cách làm việc như hiện tại. Cục diện nguyệt lệnh lâm tử cho thấy khó khăn thường đến từ chính bản thân bạn chứ không phải do tác động của các yếu tố bên ngoài. Thời điểm này, bạn thường xuyên buồn phiền, lo âu vì những điều dẫn dơ, cứ sợ trước sợ sau như vậy. Bạn sẽ chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì. Khi được lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Con giáp này cần phải tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình. Bạn cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp, bạn hoàn toàn có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự, trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt đấy. Các tinh tử vi và giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để phát triển. Có điều là bạn có nhận ra và có dám nắm bắt hay không mà thôi. Hãy chăm chỉ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, đừng bỏ cuộc khi mới gặp phải khó khăn. Dù thời điểm này có phải hơi vất vả một chút, song là lúc thích hợp để tích lũy vốn kiến thức và kinh nghiệm áp dụng cho tương lai. Hơn nữa, mọi cố gắng của bạn luôn được cấp trên quan sát và đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công làm việc thì vẫn sẽ có cơ hội được cân nhắc. Xét về phương diện tài lộc, phương diện tài lộc không có bước phát triển rõ rệt vào thời điểm này. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bạn thường xuyên trần trừ, do dự, không dám thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Con giáp này thường xuyên lo lắng, suy tính trước sau, sợ mình phải chịu thiệt nên đến lúc dám bắt tay vào công việc thì cũng đã lỡ thời cơ tốt nhất. Theo tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy, dù không phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt, nhưng bạn vẫn khó có thể kiếm được một khoản tiền dư dả như mong muốn. Bạn không nên than thân trách phận, mà hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt là dám đối diện với những điểm yếu của mình để có hướng khắc phục và thay đổi. Chỉ khi bạn dám thay đổi, bạn mới có thể có những bước tiến trong công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn kinh doanh của mình, không nên mãi đi theo một lối mòn được vạch sẵn. Thế giới đang không ngừng thay đổi, nếu bạn cứ mãi đứng im thì sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu, để mọi người xung quanh vượt qua mình. Hơn nữa, tháng này bạn nhận được sự nâng đỡ của các tinh tử vi và giải thần, nên dù khó khăn cũng vẫn sẽ tiềm ẩn cơ hội khi được người quen giới thiệu cho những cơ hội triển vọng. Bạn đừng nên tính toán quá nhiều, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, vừa làm vừa cân nhắc. Như vậy, bạn sẽ dần dần tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời, đồng tiền cũng sẽ dần dần chảy về túi. Xét về phương diện sức khỏe, đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ khá ổn định trong tháng này, dù phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn cũng như thường xuyên lo nghĩ. Song may mắn là bạn không cảm thấy quá mệt mỏi, bi quan, hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể và tập thể dục thể thao để tinh thần luôn được sảng khoái. Hơn nữa, bạn có thể gặp được những người thật sự tốt khi tham gia các hoạt động xã hội này, họ sẽ đem lại cho bạn tác động tích cực trong tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ duy trì một lối sống điều độ, không nên thức khuya dậy sớm,
thường xuyên bỏ bữa, khi có sức khỏe, bạn sẽ có sức lực để làm việc, dần dần khắc phục khó khăn và vươn lên. Khẩu quyết: chuyện làm ăn không thuận lợi, chưa tìm ra hướng phát triển phù hợp. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đỏ, trắng. Con số may mắn: 94, 33 và 19. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Ất Tỵ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công việc vào tháng này. Nếu đang muốn tìm kiếm sự đột phá, bạn có thể sẽ phải thất vọng vì chưa được như ý nguyện. Nguyệt lệnh lâm đất tử cho thấy vận trình dễ rơi vào cảnh bế tắc, tiến độ công việc trì trệ, làm gì cũng nửa vời, chẳng thu được kết quả khả quan. Kế hoạch đặt ra vẫn chỉ dừng lại ở kế hoạch, chưa thể áp dụng vào thực tế, hoặc quá trình tiến hành cũng không hoàn toàn đúng thời hạn đặt ra. Tháng này, mọi thứ ở trạng thái lơ lửng, khiến bạn có đôi phần sốt ruột nhưng không dễ để tìm ra cách để cải thiện hiện trạng. Bạn có nhiều mục tiêu muốn hoàn thành, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để theo đuổi tới cùng. Bạn cũng dễ mất tập trung, không đủ hăng hái để phát huy tốt nhất. Tuổi Ất Tỵ tuy nhiệt tình nhưng lại nóng vội và cả thèm chóng chán, vì thế có những việc làm theo hứng, thích thì làm, không thích lập tức có thể dừng lại. Không vì bất cứ lý do gì, cũng chính vì nguyên nhân này mà mọi việc của bạn cứ ngổn ngang ngày càng tồn đọng. Nếu không nhanh chóng thay đổi, e rằng vận khí xấu càng thêm xấu. Bản mệnh đôi khi cảm thấy kiệt sức khi guồng quay công việc chẳng lúc nào ngừng, dường như mọi thứ đều không được như ý, trở lực quá nhiều, ngăn cản con giáp này đi đến thành công. Tinh thần làm việc của bản mệnh sa sút đáng kể, nếu làm trong môi trường ổn định thì rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản, thờ ơ, có thể dẫn tới nhảy việc là điều khó tránh. Thêm cả thiên hình hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể sẽ luống cuống quá mức mà hành sự bất cẩn, nhẹ thì bị khiển trách, nghiêm trọng hơn thì thậm chí gây ra họa lớn, có thể dính tới pháp luật, chặn đứng đường tiến thân của mình. Những lúc như thế này, điều cần thiết nhất là hãy cho bản thân một khoảng lặng để nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng rồi mới có thể tiếp tục chiến đấu khi có thể đã kiệt quệ. Nếu cứ thúc ép bản thân làm việc liên tục, bạn cũng chẳng thể có đủ sáng suốt để mà giải quyết công việc. Xét về phương diện tài lộc. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy, với phương diện tài lộc, tiểu hao án ngữ trong vận trình tháng mới dự báo tình hình tài chính của bản mệnh vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù vẫn có thu nhập đều đặn từ công việc chính và một vài nguồn thu phụ, nhưng so với mức chi tiêu của bạn thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Điềm báo tử vi cho thấy, việc thu chi bất ổn, bạn dễ mất nhiều hơn được, nên làm gì cũng phải căng ke, thận trọng. Hãy nhớ rằng thu nhập của bạn ở chỉ mức ổn định chứ không quá dư dôi. Vì thế con giáp này nên học cách quản lý tài chính cho tốt, chi tiêu hợp lý, chớ nên phung phí cho những món đồ không cần thiết, và đừng quên dành khoản tiết kiệm, phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh vào lĩnh vực hay sản phẩm nào đó, tuổi Ất Tỵ có thể nắm bắt thời cơ và tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sớm không có nghĩa là nóng vội. Để hạn chế rủi ro, bạn vẫn cần có kế hoạch, sự tính toán chu toàn trước khi hành động. Đặc biệt, bạn cần tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng, tránh việc cả nể tin tưởng kẻ xấu mà bị lừa gạt, tổn hao tiền của. Xem phi tinh tháng có sao Bát Bạch chủ tài lộc cùng xuất hiện với sao Lục Bạch ở cung Tây Bắc, đây được coi là phương vị dưỡng tài khí. Bản mệnh có thể đặt biểu tượng thuyền buồm tài lộc ở đây sẽ có tác dụng kích hoạt tài lộc dồi dào, mang tới nhiều may mắn và tiền bạc hơn cho bạn. Xét về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng này, nguyệt lệnh lâm tử, nơi sức khỏe của bạn có nhiều vấn đề đáng lưu tâm, thể lực giảm sút, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày của bạn. Bạn nên chú ý chăm sóc và thận trọng với những tín hiệu bất thường trên cơ thể. Lại thêm hung tinh thiên hình chiếu mệnh là điềm báo về hình thương, tai dạ, bản mệnh nên thận trọng, cẩn thận khi làm việc, nhất là khi làm những việc có tính mạo hiểm để tránh tai nạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần giữ an toàn khi tham gia giao thông để tránh hung vận quá lớn, có thể gây ra sự cố tai nạn hoặc họa huyết quang. Khẩu quyết: chớ dậm chân tại chỗ, tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 80, 38 và 18.
Tử Di tháng 12 âm lịch năm của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem Tử Di tháng 12 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong tháng mới nhìn chung không có biến động gì quá lớn. Bản mệnh có thể yên tâm đón một tháng cuối năm khá dễ chịu, chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng xong, nhìn thấy thành tích ngay tức khắc. Các kế hoạch đều được bạn xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, do đó tới cuối tháng, bạn có thể yên tâm đón một cái Tết ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào. Hơn thế nữa, những người tuổi Ất Tỵ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến. Đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần. Vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, bạn nhiệt tình như vậy là tốt. Nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kiêu, kiểu khoe khoang. Lưu ý, tháng này nguyệt lệnh lâm mộc dục có thể khiến tâm tình bạn thiếu sự kiên nhẫn. Nếu không được như ý thì dễ bỏ cuộc nửa chừng. Điều này nên hết sức tránh để xảy ra nhiều lần, nhất là trong quá trình hợp tác, làm việc chung với người khác. Có thể khi ý kiến đưa ra không được đánh giá tốt, khiến bạn chạnh lòng và giận dỗi, nhưng thái độ đó chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của bạn mà thôi. Nhưng ở mặt tích cực, mộc dục cũng báo hiệu nhân duyên tốt lành, không chỉ lợi cho chuyện yêu đương mà còn hỗ trợ khá nhiều cho công việc. Tuổi Ất Tỵ có thể được gần gũi một vài nhân vật có uy tín, giúp bạn tiến nhanh hơn. Những cơ hội như vậy không dễ gì có được, nên bạn cần tranh thủ học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân. Khi cần thiết hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên từ bên ngoài. Kể cả khi bạn không làm theo những lời khuyên này thì các thông tin thu thập được cũng có thể giúp bạn thay đổi ý tưởng của mình cho hợp lý hơn. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Ất Tỵ cũng khởi sắc rõ rệt. Hơn nữa, các nguồn thu khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của bạn diễn ra khá trôi chảy. Với người làm công ăn lương, đây là tháng mà bản mệnh được nhận các khoản lương, thưởng cuối năm, thưởng Tết, nên tài chính được dự báo sẽ khá dồi dào. Một số bạn biết chớp thời cơ, thể hiện năng lực đúng lúc, nên có thể sẽ được cấp trên thưởng nóng một khoản không nhỏ, càng giúp số dư tăng tiến. Dù tiền bạc dư dả, tạo điều kiện để bạn sắm sửa Tết theo ý muốn, nhưng cũng chớ nên dung tiền bừa bãi. Bạn nên liệt kê những món đồ thật sự cần thiết, cắt giảm những khoản không thiết thực vào lúc này, thực hiện các kế hoạch đón Tết vừa đủ, tránh tình trạng dư thừa, lãng phí. Với người làm kinh doanh, tháng chạp mang tới nhiều cơ hội buôn bán. Nếu biết tận dụng thời cơ, bạn có thể yên tâm hái ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến này. Bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy giọt bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên tham lam mà nóng vội mở rộng quy mô quá mức vào lúc này. Tốt nhất vẫn nên tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thị trường trước, trong và sau Tết sẽ có rất nhiều biến động rõ ràng, hãy nên bình tĩnh quan sát để có sự điều chỉnh kịp thời. Xét về phương diện sức khỏe. Do chịu ảnh hưởng của tinh thiên nguyệt, sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong tháng chạp có dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân chủ yếu do bạn mãi mê với công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Tết nhất cận kề nên có nhiều việc phải lo cũng là điều dễ hiểu, nhưng bạn vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân, cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, hạn chế làm việc quá sức. Ngoài ra, việc di chuyển đi lại, làm việc chân tay trong tháng cũ mật cũng phải cẩn thận, kẻo da đụng gặp tai nạn ngoài ý muốn hoặc sơ hở gây mất đồ đạc. Khẩu quyết: tinh thần uể oải, không muốn làm việc. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá. Con số may mắn: 90, 33 và 17. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Theo sao chiếu mệnh, sao dân hán. Dân hán là trung tinh,
năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Ngoài ra, cần đề phòng khẩu thiệt, đau ốm, nóng nảy mồm miệng mà gặp tai hình, kiện cáo. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la. Năm gặp hạn thiên la, mệnh chủ dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Xem tử vi 2024 tuổi Ất Tỵ nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tỵ 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Ất Tỵ nam mạng sinh năm 1965 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Quá giải vận hạn. Quá giải sao dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, ổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách quá giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị những vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất giới nam mạng, giới nữ mạng Ất Tỵ thì nhẹ hơn chút. Năm có sao này chiếu thường gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn Diêm Dương trong năm cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Xem tử vi 2024 tuổi Ất Tỵ nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tỵ 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Ất Tỵ nữ mạng sinh năm 1965 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Quá giải vận hạn. Quá giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim,
có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn diêm dương năm 2024. Hạn diêm dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải giận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có người sẽ coi chúng ta chỉ là một cọng cỏ, nhưng có người sẽ xem chúng ta là bảo bối. Có lúc sẽ được người khác nâng niu như là một chiếc bánh thơm quý, có lúc lại bị người khác coi như củ mài, củ khoai. Khổng Tử từng nói rằng ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao với người chính trực không dụ lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với người hiểu biết sâu rộng là đều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Nếu như kết giao với người a dua, kết giao với người xu nịnh, kết giao với người xảo ngôn thì đều sẽ tổn hại đức hạnh của chúng ta. Chúng ta có thể xem hết thảy mọi người đều là bạn bè, thế nhưng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình, kết giao với những người có đức hạnh tốt, không thân cận với những người có đức hạnh xấu xa. Thời cổ đại có câu chuyện nổi tiếng kể về Quảng Ninh và Hoa Hâm như sau. Quảng Ninh và Hoa Hâm từng là bạn thân thiết của nhau, lúc còn đi học thường thường là vừa đọc sách, vừa làm việc. Một hôm hai người đang ở trong vườn quốc đất, trồng rau, thì quốc được một thỏi vàng. Tiền tài quả thực khuấy động lòng người, Quảng Ninh nhìn thấy thỏi vàng, liền con nó cũng giống như hòn gạch, hòn đá, cứ tiếp tục quất và để thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành lòng, liền cầm thỏi vàng lên xem một chút, rồi liền ném xuống đất. Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài đường có tiếng kèn, hôn hậu ắt vang dậy, tiếng chiên trống quả thực náo nhiệt và tiếng người nháo nhác nhau rằng. Có vẻ quý nhân ngồi xe đi qua, Quảng Ninh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú đọc sách, nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên, liền bỏ sách chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hưng trở lại trong phòng, Quảng Ninh cầm một con dao nhỏ, cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói, ngươi không phải là bạn của ta. Nhiều năm sau, Hoa Hâm trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình, làm trọng thần nước Ngụy thời Tam Quốc. Quảng Ninh vẫn là dưới đọc sách, trọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy, hậu duệ của ông chính là nhà Chính Trị, tư tưởng nổi tiếng nước Tề, thời Xuân Thu, Quảng Trọng. Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quảng Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông, trân quý phẩm đức của bản thân mình. Điềm cố này nói cho chúng ta biết rằng, con người khi còn sống trên đời thì không thể đánh mất bản thân, không thể để tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài. Đời người có rất nhiều thứ mà vĩnh viễn chúng ta không thể có được, vậy nên càng phải quý trọng những thứ mà mình đã có. Hãy trân quý cha mẹ mình. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chính là bầu trời của chúng ta, cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy chúng ta những đạo lý làm người, những bài học dở lòng. Mãi đến khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn ở bên, cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái. Hãy trân quý những người mà chúng ta đang có.
Chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời này gặp được ai đều là vì duyên phận, đặc biệt những người có thể ở bên mình. Chia ngọt sẻ bùi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, khi ấy chẳng phải duyên phận đáng quý sao? Khổng Tử nói: "Đức bất cô, tất hữu linh." Ý nói rằng người có đức thì sẽ không lẻ loi, tất sẽ có bạn. Hãy quý trọng con cái. Trẻ con là nhân duyên, là tìm đến con cái để có nơi nương tựa. Trong mắt trẻ, cha mẹ chính là ông trời. Con cái luôn tuyệt đối tin tưởng ở cha mẹ. Vì thế, cha mẹ nên làm bạn với con, cho chúng cảm giác an toàn, cho chúng hoàn cảnh ban đầu tốt đẹp, trợ giúp chúng bước đi vững chắc trên con đường nhân sinh. Hãy trân quý người dạy dỗ mình. Đời người có thể gặp được người dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo mình là điều may mắn. Một người có thể thành thạo được một nghề là có thể có khả năng sinh tồn. Hãy đừng quên quý trọng tín ngưỡng của bản thân. Tín ngưỡng là phương pháp cho chúng ta tìm kiếm được sự an tĩnh về tâm linh. Con người bởi vì có tiếng người mới biết được ý nghĩa tương lai và chốn trở về chân chính của sinh mệnh. Đó là con đường thành Phật chỉ ra để chúng ta không bị mê lạc mất. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.